Chị Bích Phương ra bài đi. Chị Bích Phương cả năm nay là đều làm nhạc đấy em à. Chị Bích Phương không có lùi lắm đâu. Mà chị Bích Phương, chị nghe nói là cũng là cũng đang quằn quại chuẩn bị những sản phẩm âm nhạc mới đấy. Không lùi đâu. Trời ơi, cả năm qua người ta đi hành trình được rõ là hả, quằn muốn chết rồi. Là cũng siêng làm siêng lắm rồi đó. Chứ bình thường là chị Phương lười thiệt, đúng không? Bình thường là chị qua nhà chị Phương là chị chỉ nằm thôi. Chị Phương không thèm đứng dậy luôn. Chị Phương rất là, chị Phương nói chung là chị Phương nằm, mà chị cũng nằm luôn. Nhà chị Phương có một cái sofa bự lắm, xong rồi nhà chị Phương cũng bự nữa. Thế là qua là chỉ nằm thôi. Hai chị em nằm như là hai cái cây thực vật, mà chị nằm thôi, nằm xem phim. Xong rồi chị sẽ, nhiều khi là chị Phương là sẽ kiểu lương thuyên nói trên trời dưới đất. Xong rồi chị sẽ nằm nghe, xong rồi lâu lâu chị sẽ nói một cái gì đó. Xong rồi sau đó là nhiều khi là chị mệt quá chị ngủ luôn. Vậy đó. Nói chung là nằm, rất là thích nằm, yêu việc nằm.